Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với mục trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một vị khách mời đặc biệt. Ông là một ca sĩ có giọng hát được rất nhiều thế hệ khán giả yêu mến bởi chất giọng lạ, đặc biệt và cảm xúc đong đầy trong mỗi phần trình diễn. Đó chính là danh ca Chế Linh. Nổi tiếng từ những năm 60 và 70, Chế Linh thuộc thế hệ những giọng ca đời đầu của nhạc vàng và được xem là ông hoàng của dòng nhạc sến. Tên tuổi của ông đã gắn liền với những tình khúc vang bóng một thời như Thương Hận, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Giọt Lệ Đài Trang, Con Đường Xưa Em Đi. Và những năm gần đây ông đã có dịp hội ngộ khán giả quê nhà với rất nhiều chương trình biểu diễn. Ngày hôm nay chương trình chúng tôi xin được mời quý vị cùng gặp gỡ ông. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Chế Linh. Chào Phương Mai. Và Chế Linh xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Phương Mai xin gọi anh là anh được không ạ? Cho trẻ trung được không ạ? Rất tự nhiên. Anh Chế Linh này, mấy chục năm nay khán giả Việt Nam rất là say mê giọng hát của anh, ái mộ anh. Nhưng mà đến tận bây giờ thì khán giả Việt Nam mới có cơ hội được nhìn thấy anh trên truyền hình. Không biết là lần này về nước anh có gì đặc biệt không ạ? Rất là vui nhìn lại quê hương mình và gặp gỡ khán thính giả của mình, cũng như được thăm những bằng hữu mà thăm gia đình. Đa phần thì tất cả nghệ sĩ Việt Nam mình sống ở nước ngoài đều sống ở tại California, tức là qua bên Hoa Kỳ. Nhưng mà riêng Chế Linh thì là bên Canada. Ngoài cái ca hát những cái show ra thì Chế Linh còn có cái phòng thu thanh. Coi như là cái studio riêng của mình, trang bị những bài hát mà mình khi ở trong tương lai mình không hát nổi nữa. Thì những bài hát đó mình sẽ phục vụ khán thính giả thân thương của mình. Bằng những cái ca khúc mình đã chuẩn bị sẵn. Anh Chế Linh có nói là anh Chế Linh đang mở một cái studio để chuẩn bị cho tương lai mình không còn hát nữa. Nhưng mà thật sự thì anh Chế Linh ngồi đây thì Phương Mai cảm thấy rất là ngạc nhiên. Tại vì Phương Mai thì biết rằng anh Chế Linh tuổi đời không còn trẻ nữa. Cũng phải đến nửa thế kỷ trôi qua rồi, từ những người đầu tiên đã hâm mộ giọng hát của anh Chế Linh. Và ngồi đây thì anh Chế Linh vẫn còn rất là trẻ trung, vẫn còn rất là tràn trề năng lượng như thế này. Và Phương Mai tin chắc rằng giọng hát của anh vẫn từ những ngày nào chứ, đúng không ạ? Thú thật với Phương Mai và tất cả quý vị, vì quý vị còn thương mến, mình còn gặp gỡ khán giả, cho nên vì lý do đó mà Chế Linh không cho phép Chế Linh sao lãng trong bất cứ, từ sức khỏe, ăn uống cho tới cái tập dượt. Đối với Chế Linh thì Chế Linh cũng xin thưa với quý vị thân thương, từ mấy mươi năm qua Chế Linh cũng xin thú thật với quý vị, Chế Linh rất là hạnh phúc. Hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc cho tới từng tuổi này mà quý vị vẫn còn thương mến, từng tuổi này vẫn còn đứng trên sân khấu hát. Thì cái điều này là điều quá quá hạnh phúc rồi. Hạnh phúc lớn lắm rồi. Theo như anh Chế Linh chia sẻ thì anh là một người rất là lạc quan. Thế nhưng mà những ca khúc của anh, những giọng hát của anh, cái điều mà làm cho người ta động lại á, thì không phải là ở cách anh xử lý kỹ thuật bài hát, mà chính là ở cách anh truyền tải cảm xúc của mình. Mà hầu hết những ca khúc mà anh hát thì đều nhuốm vẻ buồn này rồi khá là sầu thảm. Thế tại sao anh lại có được? Coi như người ta có thể nói là người ta nghĩ là Chế Linh chắc có lẽ là trắc trở nhiều, cái việc trắc trở lắm, cho nên hát những bài buồn không. Thú thật với Phương Mai và thú thật với tất cả quý vị là cuộc đời Chế Linh rất hạnh phúc. Chưa thấy một cái nỗi buồn để có thể nói là phải làm cho mình phải rã rời. Nhưng tất cả những bài hát mà nhiều tác giả viết, nhiều nhạc sĩ viết, viết cho đời họ hay là viết cho người khác mình không biết. Nhưng vì những bài hát đó mà mình phải nghiên cứu bài hát đó, tác giả muốn gì và tác giả muốn chuyên chở cái đoạn nào đến với khán thính giả nghe nhạc. Vì thế cho nên nghiên cứu trước khi hát, nghiên cứu kỹ lắm. Quay trở lại với sự nghiệp ca hát của anh, Phương Mai có được biết rằng anh không sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc. Không biết là điều gì đã đưa lối dẫn đường anh để đến với con đường âm nhạc ạ? Cảm ơn Phương Mai và xin thú thật với tất cả quý vị thân thương. Hồi còn nhỏ thì không có mê âm nhạc. Nhưng mà ở trong cái môi trường của cha nhà thờ cũng có dạy những cái nhạc, coi như là về mình không có chú trọng để làm đi thẳng vào trong cái âm nhạc. Và khi lớn lên thì Chế Linh mới nhận thức được cái âm nhạc
có thể đi gần gũi nhất với cái tình thương của mọi người. Nó có thể san sẻ được dân tộc Chàm và dân tộc Việt bằng cái ngôn ngữ âm nhạc. Dạ. Lúc đó thì Chí Linh không có hát nhạc Việt Nam được đâu. Và tiếng nói, coi như nói tiếng Việt Nam thì cũng không được rành mấy. Dạ. Vì thế cho nên đi tìm tới tất cả những nhạc sĩ nổi tiếng, ca sĩ nổi tiếng ở trong miệt Việt Nam. Còn những nhạc sĩ thì có Anh Thu Hồ, Mạnh Phát, Trúc Phương, Lam Phương, Châu Kỳ. Dạ. Và có rất nhiều nhạc sĩ khác nữa. Dạ. Để mình có cái đà để gặp gỡ và sinh hoạt ở trong cái làng nhạc Việt Nam. Và từ đó rất nhiều các anh đi trước đã hướng dẫn Chí Linh. Thì Chí Linh thấy rằng nếu Chí Linh du nhập ở trong này mà không có một cái gì mới lạ thì chắc chắn rằng sẽ không có một cái đường hướng để mình đi lên. Vì thế khi mà Chí Linh trốn ở trong Sài Gòn, đi về một cái vùng quê để xin một cái chân đi chở đá, đi chở đá mà để cho người ta bắn đá đó, ở trên núi Bô Long á, ở Biên Hòa, để mà mình có cái thời gian để mình viết bài, hoặc là yêu cầu một số những nhạc sĩ khác viết bài theo kiểu mình muốn. Cho nên chọn một số những cái nhạc có thể nói rằng đời sống thật của họ, tức là dễ được tiếp cận, dễ tiếp cận, cảm thụ, dạ, dễ mà cho người ta hiểu, dạ, vừa nấu ăn vừa nghe nhạc, dạ, mà người ta hiểu một cách rất là mồn một. Dạ. Rồi người ta làm ở Đồng Án cũng vậy. Dạ. Thì họ sẽ có như gần gũi hơn với cái nhạc đó. Dạ. Và từ đó cho nên thấy rằng cái số lượng mà khán giả đã cho mình quá lớn. Dạ. Anh Chí Linh cũng là một nhạc sĩ nữa đúng không ạ? Dạ đúng vậy. Và trong suốt quá trình sáng tác bài hát thì anh Chí Linh có cảm thấy mình hài lòng nhất về ca khúc nào không? Rất nhiều bài lắm. Dạ. Coi như đa số là những bài hát của Chí Linh viết là mang tên Tú Nhi. Dạ. Cái bài mà nói về tâm đắc thì được nhiều bài tâm đắc lắm. Như cái bài ca kỷ niệm, quý vị chỉ nghe tựa chắc quý vị không có nhớ đâu. Nhưng mà nếu hát về lời, dạ, về lời nhạc là thì quý vị sẽ thấy liền. Dạ, chẳng hạn như người tôi yêu đâu rồi, người yêu tôi đâu rồi, tình tôi đã chết rồi. Đại khái vậy. Dạ. Có rất nhiều bài mà quý vị khi Chí Linh hát lên thì quý vị sẽ thấy ngay. Dạ. Nhưng mà nói về tựa thì quý vị không có rõ lắm. Dạ, dạ. Chẳng hạn như cái bài Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa. Đại khái vậy. Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta. Đấy là những cái bài mà anh Chí Linh tâm đắc nhất. Thế còn những bài mà khán giả thường yêu cầu anh Chí Linh hát nhiều nhất là bài nào? Thường thường mà khán giả yêu cầu Chí Linh hát là cái bài như 10 năm tình cũ, Thói đời, Thương hận. Đại khái vậy. Dạ. Nhưng mà trong rất là nhiều ca khúc mà anh đã sáng tác cũng như là anh cũng đã thể hiện thì chắc hẳn phải có một vài ca khúc nào mà mỗi khi anh hát thì cảm xúc lại dâng trào khiến anh không thể kìm nén được chứ đúng không ạ? Đúng vậy. Có rất nhiều bài. Nhưng mà cái bài có thể là khán giả yêu cầu nhiều nhất, mà cũng có thể là rằng là cái bài hình như là cũng mang nhiều kỷ niệm. Chẳng hạn như cái bài 10 năm tình cũ. Dạ. Hình như là cũng ai cũng vậy, nghĩa là cũng phải có, dạ, quá khứ. Ta nhớ là cả một trời yêu bao giờ trở lại, ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để rồi cứ ngỡ, tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đại khái vậy. Còn cái bài Thói đời thì là hình như là cái bài này cũng là một ở trong những bài của Trúc Phương viết mà, dạ, có thể nói rằng rất nhiều giới mà nghe đi nghe lại. Cái bài này thì lứa tuổi như nhỏ nhỏ thì là có thể là chưa có thấm bao nhiêu đâu. Dạ. Nhưng mà khi lớn dần lên mà thứ nhất là những người mà đã có tình yêu rồi hoặc là tình yêu có trắc trở rồi thì họ mới nghe, mới thấm thía. Và bài này thì có rất nhiều cái lứa tuổi ai cũng phải trải qua. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao.
còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đó là vậy. Bài này thì chắc là Phương Mai chưa hiểu được rồi. À, cái bài này là của anh Trúc Phương viết. Dạ. Trong một cái coi như là một cái hoàn cảnh hết sức là bi đát của cuộc đời anh. Thì anh Chế Linh có nhận đệ tử không anh? Tại vì Phương Mai tin chắc rằng bây giờ có rất là nhiều ca sĩ cũng muốn đi theo dòng nhạc này. Thật sự mà nói là Chế Linh trong cuộc đời Chế Linh không có đệ tử. À, không có đệ tử ạ? Mà chỉ có nhận là đàn em thôi. Dạ. Nếu cần hướng dẫn thì Chế Linh hướng dẫn. Tôi cũng nghĩa là mong mỏi có một đệ tử để mình trao lại những cái này. Và đồng thời Chế Linh cũng nói rất nhiều lần để cho những đàn em sau này của mình làm nghệ sĩ nghe nó đơn giản, vô cùng dễ dàng, nhưng cũng rất vô cùng khó. Các em cũng đừng nghĩ là khó mà làm không được. Phải làm cho bằng được, tôn trọng khán giả bằng cái giữ gìn sức khỏe, giữ gìn từng tiếng nói của mình để không phụ lòng họ. Vì ở gia đình mình thì mình làm cho vợ con mình, cho anh em mình buồn thì mình còn có thì giờ để giải thích. Còn khán giả họ chỉ biết bỏ tiền ra, họ chỉ biết bỏ thì giờ và họ cầu nguyện cho mình sức khỏe, hát hay, diễn hay. Họ không đòi hỏi mình cái gì hết, nhưng vô tình mình làm cho họ phật ý thì chính họ là cái người bỏ mình. Chúng ta đừng có bao giờ quan niệm rằng làm như thế nào để mình thoải mái. Đừng nghĩ như thế. Làm cho mình thoải mái tức là đem những cái dĩa hát đi tới rồi mình chỉ biết hát mà không có giữ sức, không cần phải dưỡng sức. Vì thế cho nên nghĩ rằng cái đó các em làm như vậy là tức là các em vô tình làm cho các em lùi lại. Tức là lúc nào mình cũng phải tập và mình cũng trang bị cho mình phải đầy đủ sức khỏe mà phải minh mẫn để chuyển tải bài hát của người ta. Mình tôn trọng khán giả có nghĩa là mình phải tập luyện. Mà mình tập luyện là tức là mình cho mình, không phải cho khán giả. Nhưng mình tập luyện cho mình là mình đã cho khán giả rồi. Và mình càng tập như thế thì mình lại càng thấy cái sức khỏe mình càng nhiều hơn. Và cái giọng hát mình nó sẽ luyến lấy, đẹp đẽ hơn. Mình có hai mặt. Khi mình buồn thì đó là cô riêng của mình. Và mình, khi mình lên sân khấu để diễn là mình của người, của chung, của tất cả. Của tất cả. Thì cái riêng của mình nên quên đi. Để phục vụ khán thính giả. Anh Chế Linh nói được những câu như thế này chứng tỏ là cuộc đời anh Chế Linh cũng không ít thăng trầm đâu, đúng không ạ?